chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay, chúng mình hãy cùng khám phá trang phục của các hãng hàng không để không bị nhầm lẫn các hãng hàng không trong nước. Nếu các bạn thấy video này của mình hay thì hãy bấm đăng ký kênh và để lại bình luận bên dưới về địa điểm mà bạn muốn khám phá nhé. Được quan tâm không kém outfit biểu diễn của các ngôi sao giải trí, có lẽ đồng phục của các nữ tiếp viên hàng không luôn nhận về sự quan tâm không kém đến từ cộng đồng mạng cũng như những du khách khi đến du lịch tại Việt Nam. Tùy từng hãng, quyết định về đồng phục là khác nhau. Hãng đi theo truyền thống, hãng đi theo cách tân táo bạo, còn với trường hợp của Bamboo Airways, đồng phục của họ lại đi theo concept, hiện đại, lịch sự và không hề phản cảm. Ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy dàn tiếp viên của hãng hàng không này là thanh lịch. Tiếp viên nam mặc suit ghi xám, thắt cà vạt xanh, còn nữ tiếp viên nữ thì mặc áo khoác xanh, buộc khăn xanh kết hợp với chân váy ghi màu xám, và đặc biệt là được đội mũ cùng tông cực kỳ xinh xắn. Được biết, đồng phục của Bamboo Airways được đích thân nhà thiết kế Công Trí kiến tạo nên. Bamboo Airways là một hãng hàng không mới ra mắt với một tên gọi thuần chất Việt Nam, đó là cây tre. Cũng vì vậy mà trang phục của nữ tiếp viên hàng không của hãng có màu xanh, và màu xanh lục chính là màu chủ đạo của hãng hàng không Bamboo Airways. Hãng hàng không Bamboo Airways có đồng phục dành cho nữ tiếp viên hàng không không giống như trang phục công sở, vẫn là áo vest và chân váy công sở ôm sát người. Dù lựa chọn kiểu trang phục không mới mẻ, nhưng với sự hòa trộn màu sắc thì Bamboo Airways đã tạo ra bộ đồng phục tiếp viên hãng hàng không vừa lịch sự lại vừa rất thanh lịch. Bộ đồng phục có chiếc áo vest khoác bên ngoài màu xanh lục nhạt, bên trong là chiếc áo sơ mi màu trắng. Kết hợp cùng với chiếc áo sơ mi màu trắng là chiếc khăn trên cổ có màu xanh lục đậm, giống với màu lá tre của Việt Nam. Phối hợp cùng với tông màu xanh lục là màu xám nhạt của chiếc váy không sở. Bộ đồng phục tiếp viên hàng không cũng có một chiếc nón màu xám giống với màu của chiếc váy không sở. Sự kết hợp hài hòa giữa ba màu sắc, xanh lục của lá tre, màu xám nhạt và màu trắng đã khiến cho bộ trang phục của tiếp viên hàng không của hãng Bamboo Airways đẹp thật hài hòa. Các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways đều là những hãng hàng không có trang phục tiếp viên hàng không đẹp nhất Việt Nam. Dù kiểu dáng của các trang phục tiếp viên hàng không này không hề giống nhau, tất cả đều mang một vẻ đẹp không sao tả hết được. Và tới đây, video khám phá trang phục của tiếp viên hàng không của hãng Bamboo Airways đã kết thúc. Nếu các bạn thấy video này của mình hay thì đừng quên ấn đăng ký kênh và để lại bình luận bên dưới video về nội dung mà bạn muốn khám phá tiếp nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip này.